Ở trong ở chị chồng chị đây, chồng mực à? Dạ. Để đi chồng chị nè. Dạ, muốn chấm thì chấm gà, cái đó chấm gà. Gà đây chứ, gà đây nè, gà đây nè, gà gà chồng mực đây nè. Con chim quay phim quay ảnh. Cụ biết đây. Không, bây giờ biết khách nước để làm quay dùm kỷ niệm. Chị lên. Chị lên. Chị lên. Chị lên. Sao mà chị lên ép rồi anh Minh ôm chị bên lên 3 giờ sáng vậy? Đang ép nghĩ đang vơ mướn ép vô ôm thế nào? Ờ ý mà ép. Nó bở rồi tự nhiên chứ. Ép. Ô đi đâu vậy, đi học? Giáo lý. Mày nhìn mày ăn gì? Ăn gì?